Xin chào tất cả anh em đam mê câu cá nha, anh em ba miền Bắc Trung Nam. Thì chào bậc cha chú, anh chị em bạn bè cùng đam mê đó. Thì hôm nay là ngày 30 tháng 9 cuối tháng rồi. Thì em có lên video bao gồm 20 mã cần nha. Đó này, hôm nay thì 20 mã cần, tất cả đều là hàng carbon, chỉ có duy nhất cái cây số 1 là cần phíp thôi nha. Đó thì giá dao động từ 500 cho đến 1 triệu rưỡi, 2 triệu rưỡi cây nha em. Hôm nay hàng nói chung hàng lên hàng khá đẹp. Thì anh em nào chốt đơn thì vui lòng chốt qua số điện thoại Zalo của em là 0919192035 nha. Em tin nghiệp ưu tiên chốt đơn qua số điện thoại Zalo. Những bình luận trên YouTube đa số là em không thấy được nha anh em, hoặc là thấy rất chậm, nên là đa số những cái chốt trên đó em sẽ không chốt trên YouTube nha anh em, thông cảm giúp em. Còn về phí ship cũng như thường lệ là phí ship mặc định 40.000 nha anh em. Phí ship mặc định cho đơn vị cần là 40.000, tất cả đều bỏ nước hết cho anh em. Hai đơn em sẽ được bao ship và sẽ hỗ trợ ship nhanh cho anh em luôn. Đó là ưu tiên phần của em. Và cái điều kiện thứ hai nữa là anh em phải cọc giúp em 50.000 em mới ship nha. Riêng shop của em bán là phải cọc tiền em mới gửi hàng, anh em thông cảm giúp dùm em. Cọc 50.000, số tiền đó sẽ trừ trực tiếp vô cái tiền gốc của anh em mua hàng. Đó. Anh em lưu ý giúp em nha. Hiện tại chỗ em cọc em mới ship, không cọc em không ship, thông cảm giúp dùm em. Đó, về cái trường hợp giá cả thì anh em có thuận mua vừa bán thôi. Chỗ nào mà anh em cảm thấy nó rẻ hơn, chỗ em bán hàng chất lượng ok hơn thì anh em cứ mua. Không ai cưỡng ép, không ép buộc gì hết nha. Cái này là mình trên tinh thần tự nguyện, đôi bên cùng có lợi nha anh em. Đó, thì còn về cái phần ship hàng tỉnh thành thì hiện tại là Hồ Chí Minh ship được nha anh em. Hiện tại là tất cả các tỉnh thành Hồ Chí Minh mình ship được, trừ quận 8, quận 12 và Thủ Đức. Ba quận và thành phố Thủ Đức, hiện tại là ba quận đó là sau ngày 5 tháng 10 đó mới bắt đầu trở lại nhận hàng hóa nha. Hiện tại thì ba cái quận đó là họ chỉ nhận tài liệu thôi. Lưu ý giúp em, 8, 12 và Thủ Đức, ba quận đó, còn tất cả quận còn lại đều nhận hàng bình thường hết. Đó nên tất cả đơn hàng Hồ Chí Minh bây giờ nhận hàng lại nha anh em. Rồi, còn về cái tỉnh nữa là cái tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. Thì hiện tại Bình Dương vẫn nhận hàng nha anh em. Bình Dương thì bưu điện bây giờ họ đã nhận hàng lại, nhưng mà hàng đi sẽ rất là chậm, anh em thông cảm giúp em. Đồng Nai cũng vậy, họ cũng sẽ nhận nhưng mà đơn hàng của mình đi rất là chậm, mặc dù em gửi nhanh rất là chậm. Thì anh em hai tỉnh thành đó luôn mua hàng thì nhớ lưu ý giúp em, dự trù cái khoảng thời gian mình nhận hàng sẽ 1 tuần hoặc là 10 ngày có thể hơn, dự trù giúp em. Giờ còn muốn nhanh em gửi cũng không được nữa nha anh em, thông cảm giúp dùm em, hiện tại là như thế. Rồi, cũng không mất thời gian nhiều của anh em luôn nha, em cũng xin lên chi tiết luôn. Hôm nay đi cần thì 20 mã cần thì em cũng đi cũng hơi khá lâu đó, thì em cũng đi luôn. Rồi, cái mã số 1 em gửi đến quý anh em, nó là một cái cần sút nha anh em, một cái cần sút hàng đai qua, chất liệu là phíp đỏ nha. Đó, hàng này, cây này sản xuất tại Korea, xuất cái thị trường Nhật nè, cây đai qua phíp đỏ. Đó, sub swing 25, cứng 25 và 39 nha. Cái cần cũng còn khá đẹp đó, bắt máy Fuji. Phen Fuji nha, máy Fuji, phen Fuji. Đó, bộ phen không có nước chân nhưng mà có dính keo nha anh em. Đó, dính keo nha anh em, về vệ sinh lại giúp em, tại hàng em nhiều lắm. Đó, pho nói chung hình tổng thể cái pho cũng còn ngon nè. Pho còn ngon, còn đẹp nè, có chạy xước, có xước sát nhưng mà nó trong khả năng cho phép nha. Nó không ảnh hưởng đến cần, nó cũng không có xấu mắt thẩm mỹ của cần nha anh em. Đó, cây này cứng 25 nha. Cứng 25 và 39, chất liệu là phíp đỏ. Đó, full phen Fuji, bắt máy Fuji luôn. Cây này á, thì nó nặng là 459 gram, ngọn của nó là 2.8 ly nha anh em. Nó cây này mà số 1 bán anh em giá 500.000 mà số 1. Rồi tiếp theo em gửi đến quý anh em một cái cần 2 khúc nha. Đó, một cái cần carbon 2 khúc rất đẹp luôn. Đó, cây này hàng carbon nha anh em, thiết kế cần rất đẹp, cây này hãng của Ruby. Đó, hàng Ruby, cây này hàng Nhật nha anh em, bắt máy Fuji tem vàng da băng luôn nè, cây này hàng nội địa Nhật nha. Đó, carbon sáng gần, thấy không? Cây này rất đẹp luôn, 2m4. Đó, dòng Super Capotex nè. Đó, cây này xoắn tem vàng nội địa Nhật, chuẩn 100% nội địa Nhật luôn nha anh em. Cây này là xoắn gân nha, xoắn lò xo, xoắn gân nè, rất đẹp luôn. Phen Fuji, bắt máy Fuji luôn. Hỗ trợ đầu bu full sheet luôn nha. Phen Fuji xám đầu bu full sheet nè. Đó, cây này 2m4 nha anh em. Đây, cây này rất mới, rất đẹp luôn, chuẩn 100% nội địa Nhật. Đó, 2 khúc 2m4 rất đẹp. Để em test thử độ cứng cây này. Cây này quá thì cứng mà. Độ cây này cứng quá. 2m4 nha, rất cứng nha anh em. 2m4 rất cứng, cây này khoảng tầm cứng tầm 120 đến 150 nha anh em. Rất cứng luôn á, cứng rơi vào tầm 120 150, cứng ngắt luôn á. Qua cái cần là không rung rọt luôn á.
khá nhẹ nha, có 270g thôi nha anh em. 270g độ cứng tầm khoảng 120 đến 150 luôn, 2m4 Hà Nội địa Nhật. Cây này ngọn tháp và ngọn nó là 1.8 nha anh em, nó cây ngọn tháp. 1.8 nha, dành cho anh em câu biển, câu bè, câu thuyền rồi nha anh em. 2m4 hai khúc, cây này là mã số 2, bán em giá 900 nha, rất rẻ, rất đẹp nha, một cái cần hai khúc Hà Nhật 900. Rồi đây tiếp theo lên của cần hai khúc dành cho anh em nào mà khó tính đòi chuẩn hàng mắt in ra băng luôn á, trên cần mà đóng mộc đóng chữ mắt in ra băng thì lấy cái này nha. Đó, cây này hai khúc nè, để khỏi phải suy nghĩ nè. Đó, mắt in ra băng luôn, để khỏi phải suy nghĩ nha. Cây này cũng vậy, hàng như là gần như là chưa sử dụng nha anh em. Carbon hai khúc, cán mút màu xanh lè rất đẹp nha. Đó, dòng hoa đã bắt xanh nè. Nó cây này gần như là chưa sử dụng luôn nha nè. Hay là hãng của Alpha Techco, của hàng Nhật nha, bắt máy Fuji nè. Fuji hãng Alpha Techco carbon. Đó, cây này 2m4. Rất đẹp, rất mới luôn. Gần như là chưa sử dụng à, không có bao không hợp nha. Cây này phải còn hợp, chất giá cũng mắc lắm á. Đó, cây này fan Fuji nha nè. Fan Fuji cũng hỗ trợ đầu bu ship môi chè nha. Đó, cây này fan Fuji. Fan Fuji. Đó, đầu bu ship môi chè nha. Đó, cây này hai khúc 2m4. Rất mới, gần như là chưa sử dụng, mất tinh da băng luôn. Đó, để em test thử độ cứng cái cây này, nó rơi vào tầm bao nhiêu đây. Chắc cây này cũng khá cứng á. Cây này cứng tầm khoảng 80 nha nè. Đó, cây này cứng rơi vào tầm khoảng 80 á. Hai khúc 2m4 rơi vào tầm 80, cũng hoàn toàn 80. Cây này nó nặng cũng có 270g thôi, rất nhẹ nha. 270g, ngọn cũng vậy, cũng tầm khoảng ly 8 2 ly gì đó. Ôi, em cắm vô đây giờ nó cứng ngắt luôn rồi, thì chút em rút ra sao nha. Cây này hàng mới, quá cắm vô nó bót, em rút nó không ra, để chút em lấy đồ em dặn ra nha. Em để đây. Đó, cây này là mã số 3. Mã số 3 bán em giá 1 triệu nha. Mã số 3 giá 1 triệu. Rồi, tiếp theo em lên quý anh em là một cái cần sút nha. Đó, một cái cần sút. Đây, súp về 2m7. Ở cái cứng 27 và 4m2 luôn nha nè. Cái này hàng của Korea nè, họ sản xuất tại Korea, sản xuất thị trường Nhật. Đó, cái chui cần rất đẹp nha. Nói chung tổng thể cái này cũng rất đẹp, đây là hàng carbon nha anh em. Bắt máy lọc máy Fuji. Cây này rất mới, rất đẹp nha. Đó, rất mới, rất đẹp, 27 luôn nha, đầu cứng 27 4m2 nha. Thông số cũng khá đẹp luôn á. Đó, lâu lâu đừng cây vậy nha anh em. Đó, cây này bắt máy Fuji, khoen cũng vậy là khoen Fuji luôn nha. Thì cái khoen này là cái khoen D3, nó có chắc nó bị nứt chân khoen ngày sau, nó có quấn chỉ như thế này lại nha nè, lưu ý giúp em. Có khoen D3 em sẽ gửi kèm cho anh em, riêng cái này cái khoen em sẽ gửi kèm một cái khoen D3 như thế này cho anh em. Về anh em thích thì để dưới đây chơi, còn có thích thì thay khoen này vô nha, hoặc là để dự trụ xe cua gì đó. Những cái phần này là em gửi kèm theo, còn theo cái này là cái khoen. Đó, Fuji carbon rất đẹp luôn nha, còn khá mới luôn, vẫn có vết chày vết sờn nhưng mà màu lắm nha anh em, nhìn kỹ mới thấy nha. Đó, hàng carbon 27 và 4m2 nha. Cây này thì nó cân nặng là 496g. Ok, 496g và cây này nó ngọn là 2.5 nha anh em. Còn 2.5 rồi. Cây này mã số 4 bán em giá 1 triệu. Rồi, tiếp theo em gửi đến quý anh em là một cái cần ISO nha. Một cái cần ISO phen nhỏ, cây này hàng của Daiwa nè. Đó, cây này thì size khá hiếm nha, cực kỳ hiếm nha. Anh em nào mà đã chơi dòng này thì kiếm hơi bị chua. Đó, về 100.000 cây mới được cây nha anh em. Thông số nè, 3 dài 3m6 nha anh em. Cây này có chế độ zoom luôn. Đó, cây này hàng của Made in Japan, chuẩn nội địa Nhật luôn nha. 100% nội địa Nhật, thì cái thân gốc nó có vết chạy xước như thế này đây. Đó, gốc nó chạy xước nha. Thông số khá hiếm luôn á, cây ISO còn nhỏ, thông số cực kỳ hiếm, có chế độ zoom luôn á. Cây này thì anh em là chơi biết rồi. Cây này nó zoom 3m6 chắc. Nó zoom kiểu này chắc còn cỡ 2m mấy 3m quá. Đó, nó có chế độ zoom nha anh em là chơi. Còn thân trong nè, 47 nè, ngon lành cành đào. Có chế độ zoom đó, lúc đây zoom nha. Ôi, trong 47 nha, cái gốc thì nó hơi chạy xước hơi nhiều nha nè. Cây này thì anh em nào chơi để biết rồi nha. Đọt 3 và 3m6 nha, khá hiếm, cực kỳ hiếm luôn. ISO phen nhỏ, phen bắt Fuji hết. Đó, cây này thì nặng 139g nha nè.
Rồi, cây này mã số 5 giá 900 nha. Thì anh em nào mà đang tìm thì nhớ tranh thủ chốt cây này nha. Không rồi không kêu em kiếm lại kiếm không có nha anh em. Giá 900. Có những chỗ khác bán cây này giá tầm 1 triệu 3, 1 triệu 4 cây gì đó. Cây này hàng Made in Japan nó có hai loại nha. Em nhớ là một loại là Taiwan. Taiwan với một loại Made in Japan, thì loại Made in Japan cây này là hàng nội địa Nhật nè. Đó, mã số 5 giá 900. Rồi, tiếp theo em gửi đến quý anh em cái cần lua nha, cây này còn luôn cái bao nha anh em. Rồi cần lua hai khúc nha. Lua mới đứng hai khúc, không biết mà xong số thế nào này không biết. Đó, cần lua hai khúc. Ồ, cái cần đẹp quá nè. Đó. Cán máy như thế này đây. Cán máy này, bắt máy máy Fuji luôn nha anh em. Đó, bắt máy Fuji. Carbon nha nè, carbon xoắn gân nha. Ồ, cây này hàng chính hãng của China nè, cái hãng này rất nổi tiếng nè, của Trung Quốc nha nè. Wizi nè. Wizi nè, đây là hãng chính hãng của China luôn và xuất từ thị trường Nhật nha. Hãng này khá nổi tiếng của Trung Quốc đó, dòng Sharkly Master nha. Sibat cây này chuyên lua nha nè, chuyên lua cá chẽm nha. Sibat cũng cá chẽm cá vượt đồ đó. Cây này là dài 2m7 và size M nha anh em. Có size M thông số lua, không thấy đi trên cần á, thì thường thường trong thông số lua có cái cần mà lua 2m7 á, thì nó lua tầm khoảng 7 đến 28 gram nha anh em. Thì trong khoảng đó để cung cấp thông tin để anh em biết thêm nha. Đó, cây này cặp con xoắn luôn nè, hai khúc 2m7. Cây này fan Fuji luôn nha anh em, fan Fuji xám nha. Khá mới luôn á. Khá mới còn luôn cái bao luôn nha anh em. Cây này nguyên zin nguyên bản hai khúc 2m7. Đó, anh em nào đang tìm những cây 2m7 thì vừa đánh lóc vừa đánh cách chẽm thì lấy cây này nha. Cây này thôi cũng khá tốt ạ. Còn sẵn cũng rất mới nha. Rồi, cây này nó nặng 200g nha anh em. Nó nặng 200g. Cây này ngọn nó là 2 ly nha anh em. Đó, ngọn 2 ly. Rồi, cây này mã số 6 bán anh em giá 900 luôn nha. Mã số 6 giá 900. Mã số 6 giá 900 nha. Rồi, tiếp theo em gửi đến luôn đây là một cái cần hai khúc cho anh em. Một cái cần hai khúc hai ngọn, cây hàng của Shimano chính hãng nha. Cây này hàng của Shimano chính hãng nội địa Nhật luôn. 100% chuẩn 100% nội địa Nhật, sẵn ít sẵn gân luôn nha, hai ngọn nha. Thì đó, sẽ quay tổng thể cây này ngoại hình cũng khá đẹp luôn nha. Nó cây này 2m7 hai khúc cho anh em. 2m7 hai khúc. Rất đẹp nha, cây sẵn gân nha. Đó, ngọn là khoen Fuji phản quang nha, Fuji phản quang. Còn buổi tối mấy cái chân khoen dòng khoen xanh xanh này là sáng phản quang nha anh em, có định vị được cái ngọn cần cần mình đâu nha. Đó, hai khúc 2m7, cây này hai ngọn nhưng mà nó có một ngọn bị dập này nha anh em, cái ngọn nó sẽ gửi tặng kèm cho anh em luôn. Đó thì dính đây, nó có hai ngọn đây, một cái ngọn này là cái ngọn nó dập hết một cái ngọn gốc, là cái này về anh em độ chế lại hay như thế nào đó, nó chỉ dập một khúc này thôi nha, khoảng một gang tay như thế này. Cái ngọn này em sẽ gửi kèm cho quý anh em nha. Nó cái ngọn cứng 100 hay 120 gì nó dập mẹ, ngọn cứng 120 nè. Nó còn cái ngọn còn lại á. Cái ngọn còn lại á thì có cái khoen chỗ này. Nó chắc nó bị hư khoen, nó thay cái khoen khác nó bóng chỉ vô nha. Đó. Lưu ý giúp em, nó chỉ có hai cái điểm chỗ này thôi. Nó cái ngọn dập thì sẽ tặng kèm, còn cái ngọn này thì nó có một cái khoen dưới đây. Đó, nên em để dưới đây cho anh em quý anh em chơi luôn nha. Cái ngọn còn lại thì thông số nó không thấy, cái ngọn còn lại chứ nó cứng tầm khoảng cũng khoảng 80 nha anh em. Cái ngọn còn lại là cứng 80, ngọn dập cứng bằng 60 gì đó là nó dập ngọn đó rồi nha, dập bằng gang tay đó. Em có quay chi tiết đó. Thì cái này về để cho anh em vừa chơi vừa sưu tầm luôn. Cái ngọn kia độ chế là như thế nào đó, như thế. Để em chơi hơn là còn cái ngọn cứng nha, cái ngọn cứng còn nha. Ngọn cứng bằng 80 2m7 hai khúc. Chuẩn 100% nội địa Nhật sóng ít nha. Thì cân nặng tổng thể của hai ngọn này luôn á. Tổng thể cái cần đang cầm trên tay á thì nó nặng là 378g nha, tổng thể như thế này luôn là 378g, nói chung cũng khá nhẹ nha. 2m7 thì anh em nào đang tìm thì lấy những cây này nha. Đó, hơi bị hiếm, hơi bị chất luôn. Rồi, cây này mã số mấy đã mất tiêu rồi trời. Rồi, cây này mã số 7 bán em giá 1 triệu 6 nha. Mã số 7 giá 1 triệu 6. Cái cây đó hư ngọn, phải còn ngọn đâu cả chịu. Không kiếm thêm ngọn nữa. Rồi, tiếp theo em gửi quý anh em là một cái cần lua UL nha. Đó, anh em nào chơi chuyên lua UL thì biết cây này. Shimano nha, hãng của Chitrai nè. Cây này khá nổi tiếng dành cho anh em lua cá suối nha.
dành cho anh em lua suối và câu UL nha anh em. Nó sai chuẩn UL luôn á. Anh em nào đang tìm những cái cần để lua cá suối UL thì lấy cái này nha. Hàng chất lượng giá rẻ nha. Khoen đầu bu hôi xích nè. Đầu bu hôi xích nè. Còn khoen thì khoen hôi xám nha. Nó hỗ trợ đầu bu hôi xích. Đó. Right. Đó, cái này là UL chuẩn nè. 5-6 UL luôn đó. Lua từ 2 nó tải cá từ 2 đến 4 là bao thôi nha nè. Mà tầm khoảng 1 đến 2 kg thôi nha. Đó là được tải cá của nó. Thì nó lua mồi nặng từ 1 đến 7 gram thôi đó. Nó dài 5,6 là khoảng 1m68 nha nè. Cây này hàng nguyên bản 100%. Đó, cái cán bằng như thế này. Rồi, cây này là phải nói siêu nhẹ rồi. 82 gram. Rồi, cây này mã số 8 bán em giá 800 nha. Mã số 8 giá 800. Rồi, tiếp theo gửi đến quý anh em là một cái cần, cũng là cần hai khúc hàng Shimano nha. Đó, hàng Shimano, cây này cũng giống hệt những cái cây hai ngọn kia đó, mà cây này thì nó ngắn hơn. Cây này thì nó 2m1 nha nè, lưu ý giúp em. Nó cũng là hàng nội địa Nhật chuẩn 100% luôn. Và qua sóng ít gân, nổi cuồn cuộn. Tổng thể ngoại hình cần như thế này. Bắt máy Fuji nha nè. Bắt máy Fuji cũng là khoen, là khoen Fuji luôn nha nè. Đó, cây này cũng là khoen Fuji luôn. Thì cái cây này á, thì nó có hai cái khoen, cho này nó quấn chỉ, em nghĩ là câu lâu ngày chắc nó bị bung chỉ hai cái khoen này nên nó đã quấn chỉ lại nè. Nói chung là hàng đã qua sử dụng thì nó ít nhiều nó sẽ có người trước nó sẽ nó thay thế sửa chữa một số bộ phận nha anh em. Thì cây này lại vậy có hai khoen, nhưng mà hai khoen khoen zin chứ phải khoen điểu vô nha, cũng là khoen Fuji hết. Tôi giúp em thì nó thay lại em thấy rất là chắc chắn nha, quấn chỉ rất là chắc chắn, cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, cây này cũng là ngọn tháp, nó giống như cây hai ngọn kia thôi. Cây này 2m1, độ cứng là tầm khoảng 40-50 nha anh em. Hai khúc size S nè, size S 2m1, cứng tầm khoảng 40-50. Cây này nó cân nặng có 169 gram thôi, nó nhẹ như cần lua vậy đó. Hai khúc thì anh em nào về cây này đổ thành cần lua quýnh cũng sướng lắm nè. Đó, hàng chuẩn Nhật 100% nha. Hai khúc 2m1, cứng tầm khoảng 40-50. Cây cần hai khúc. Rồi, cây này mã số 9 giá 1,2 triệu nha nè. Mã số 9 giá 1,2 triệu. Rồi, tiếp theo em gửi quý này là một cái cần Daiwa Kenzaki. Đó, Daiwa Kenzaki chuẩn 100% nội địa Nhật luôn nha. Nó anh em kêu là những cái hàng nội địa Nhật ngày xưa, những cái dòng zin này nó ngồi nó tiện qua dân nè. Nó cây này là sóng cân hai da nè, thấy không? Sóng cơ bắp cuồn cuộn, sóng gân hai da, cây này gần như là chưa sử dụng á, thấy không? Sóng gân hai da nha, bắt máy Fuji tem vàng da băng. Đó, là những cái dòng zin này nè, thấy không? Không tiện những dòng zin đời mới bây giờ dễ gì tiện, tiện cái này chi phí cao lắm. Chỉ có những hàng nội địa Nhật đời số nó mới có tỉ mỉ như vậy thôi. Đây, súng gân cây này gần như là chưa sử dụng nha. Đây là Kenzaki 2m4, cứng 30 và 2m4 nha nè. Đó, hai khúc gần như là chưa sử dụng luôn đó. Đó, fan là fan Fuji phản quang nha, súng gân hay da. Đó, anh em nào thích chơi hàng Nhật thì lấy những cây này. Hàng về vừa chơi vừa chân rất đẹp nha, vừa chơi vừa sưu tầm cực kỳ đẹp luôn. Chuẩn 100% nội địa Nhật, hàng Daiwa, hàng thương hiệu luôn nha nè. Đó, hai khúc 24 cứng 30, cây này thì nó cân nặng 350 gram nha nè, cân nặng 350 gram. Cây này thì ngọn carbon luôn nha, không phải ngọn tháp nha. Đó, cây này thì ngọn carbon luôn, bon sóng gân luôn. Cái ngọn nó còn nó 2,5 ly nha nè, 2,5 ly 2,4 gì đó. Rồi, cây này mã số 10 bán em giá 1 triệu nha. Cây này mã số 10 giá 1 triệu. Rồi, tiếp theo em lên mấy cái cần súp hệ cho anh em chơi nha. Hôm rồi thì anh em cũng hỏi em mấy cái cần súp mà sóng gân hay da, sóng ít hay da gì đó. À, về được mấy cây đây. Cây này hàng cũng đây qua, cũng nội địa Nhật luôn nha em. Đó, hàng đai qua nội địa Nhật luôn, cây này sóng ít toàn thân. Đó, dòng đai qua Rosquin cứng 30 luôn nha nè, cứng 30 dài 4m nha. Đó, cho anh em đánh lục, đánh bạc bãi vào biển rồi đó. Cây này cũng rất nhẹ nè. Đó, 4 lóng, thu gọn 112 cm, dài 4m. Rosquin, cây này nguyên bản 100% nha nè. Bắt máy Fuji. Đó, carbon whisker sóng ít 2 da bài đai qua luôn nha. Đó, khoen full sheet nha nè. Đó, cây này full dòng khoen full sheet, đầu bu là full sheet môi chè luôn đây. Đó, còn ở trong thế nào, gọt mới xong ít hay da, ít gân luôn nha nè, ít gân cộm nha chứ không phải sân chìm luôn nha. Đó, cái ngọn trên cũng vậy, xong ít hay da gân luôn. Đây, cái ngọn gân như thế nào cũng là xong ít hay da luôn, xong ít gân hay da hết luôn nha. Đó, cây này á thì dành cho anh em đánh lục tầm khoảng 30-40 m quay đầu nha nè. Đó, hoặc là nó muốn bãi vào biển nữa, rất đẹp nha. Một suốt thì cái cây này nó có một chế độ nữa, nếu mà lóng này nè anh em muốn câu, anh em muốn dắt lại thì anh em
đánh xuống và nó dính cứng ngắc đây nè, câu chế độ ngắn lại, nó câu ngắn lại. Còn em có câu dài thì anh em dặn các anh em rút ra, có những cái cần mà nhật nội địa nhật ngày xưa nó hay làm theo kiểu đó đó, nó gắn mạnh vô là nó cứng ngắc này, thấy không, đâu có sụt chịch cái đâu, dặn cái rút ra. Có những cái cần nhật ngày xưa nó hay làm kiểu vậy nha anh em. Nó cây này cũng khá nhẹ nha, body cũng nhỏ gọn như này, thì cây này nó nặng có 390 g thôi nha. Những cái dòng riêng, những cái hoa văn, những cái thiết kế nó rất là tỉ mỉ nha. Nó có 390 g. Cây này nó ngọn 3 ly quá. Đúng rồi, cây này ngọn 3 ly 2 luôn nha anh em. Nó phanh xích nha. Rồi, cây này mã số 11 giá 2,5 triệu nha anh em. Rồi, tiếp theo em gửi quý anh em là một cái cần cũng y chang cây kia luôn. Giống hệt không khác gì hết, đồ mới cũng y chang luôn, cân nặng y chang luôn nha. Nên em không có đọc lại cái thông số nữa nha nè. Đó, y chang cây kia luôn. Nên em chỉ quay chi tiết màn hình bên ngoài thôi. Đó, em không có lặp lại nha. Cây này cũng là fan full sheet luôn nè. Nó đồng bộ cũng là full sheet môi trời luôn, fan full sheet. Nhưng mà cái khoen này á, thì nó bị nứt một cái chân khoen đề 3 nha anh em lưu ý nha. Đó, chân khoen đề 3 nó bị nứt chỗ này nha. Anh em về anh em dân cố lại hợp thoại nha. Nên cây này em bán thấp hơn kia, cây này em bán giá 2 triệu thôi. Đó, cây kia thì 2,5 triệu, cây này do nứt cái chân khoen đề 3 nên hỗ trợ hết mình cho anh em luôn. Thì anh em nào mà mua được thì mua nha anh em. Đó, còn lại tất cả các khoen còn lại thì không lỗi lầm gì hết. Phôi cũng vậy, cũng là phôi xoắn ít gân, cũng rất mới luôn, không có cũ hơn cây kia đâu, y chang như cây kia về được một cặp. Mới cao kỉnh luôn. Đó, ngọn cũng vậy. Ngọn cũng là ngọn xoắn ít gân luôn. Đó. Đó, rồi, cây này mã số 12 các em. Tôi với em có khoảng điều 3 này bị nứt chân nha. Mã số 12 giá 2 triệu. Rồi, tiếp theo em gửi đến quý anh em là một cái cần sút nha. Đó, cây này là hàng của NFT nè, NFT Olaf LED nè. Đó, và phôi này là phôi diamond đó nha, phôi kim cương. Đó, anh em hay nói với nhau là phôi Olaf nè. Đó, dòng NFT thì chuẩn 100 nội địa Nhật, 100% nội địa Nhật rồi. Dòng này là dòng cao cấp luôn nha anh em. Đó, anh em chơi lục rồi chơi những cái phôi này thì rất sướng nha. Cây này phôi rất đanh. Cây này độ cứng 30 nha nè, đó độ cứng 30 dài 4m luôn, thông số cũng như hai cây lục kia. Đó, phôi rất đẹp nha. Vậy, hàng NFT Olaf LED nha, dòng là dòng cao cấp của thằng NFT nha nè. Đó, NFT, dòng cao cấp phôi diamond đó, phôi kim cương á. Thì anh em đã chơi những cây này rồi, cây này bình thường thì giá rất cao nha nè, nhưng mà cây này thì do cái khoen điều 3 nó bị hư cái khoen điều 3 nên em xuất bán giá cũng mềm cho anh em về nha. Anh em mua một cái khoen điều 3 mới xịn nên em gắn vô. Đó, cây này để trang bị đầu bu xích nha anh em. Nó phen full sheet, đồ full sheet mua chè luôn. Thì cái phen đề 3 này nó nứt chân như thế này đây, gần như là cái phen này cái đề 3 coi như là bỏ luôn rồi nha nè. Nứt hai chân này rồi là không gia cố được đâu. Đó, nên em về nên em mua một cái phen đề 3 xịn khác nên em thay vô nha. Nó nên em bán sẽ giá thấp hơn. Cây này bình thường giá phải trên 3 triệu nha nè. Sẽ bán giá thấp hơn. Đó, anh em thấy không? Phôi nè, phôi kim cương nè, thấy không? Phôi hay dài kim cương nè. Anh em hay gọi là phôi diamond đó, kim cương phôi rất mới, rất đẹp luôn nha nè. Không có chảy xước gì nhiều đâu, có vết thấy được nhầm mờ lắm nha, vết sần nhưng mà mờ lắm nha. Đó, ngọn này, ngọn chất lượng không, sóng ít gân cuộn cuộn, định vị khoen nè, nó định vị khoen, định vị lóng luôn nha. Sóng gân nè, chất lượng quá chất lượng không, định vị khoen, định vị lóng. Đó, dòng ốp lạp lết cành cũng nguyên zin nguyên bản nè. Tiếc cái là khoen điều 3 thôi, về anh em bỏ tiền em mua khoen cái điều 3 mà của mấy cái cây mà spin nó khoen trắng gắn vô chơi chất lượng luôn. Phôi này thì cực kỳ nảy rồi. Đó. Thì cái thông số chi tiết cây này luôn. Cây này nó nặng 380 g nha nè. Nó mấy cây này quá trời đã luôn, thông số tuyệt vời luôn. 380 g. Ngọn 3 ly 2 luôn nha nè. Đó rồi, cây này mã số 13 bán em giá 2,5 triệu nha nè. Nó bình thường nó phải tầm 3 triệu hơn nha. Nên bán giá 2,5 triệu hỗ trợ cho anh em các fan hư luôn. Đó, anh em nào mua thì mua những cây này nha, những cây này là chuẩn 100 nội địa Nhật hết, phôi nội địa Nhật hết. Rồi, tiếp theo là một cái cần 3 khúc nha anh em. Tiếp theo em gửi đến quý anh em là cái cần 3 khúc, cây này cũng là hàng của anh Pha Tách Cổ, cây cũng hàng Nhật luôn nha. Cây này cầm lên cảm giác là đầu tiên em cầm lên là cảm giác rất là chắc chắn nha anh em. Thuyền ngang bán đầu câu em cầm lên cây này là chắc luôn, cầm lên cảm giác là chắc lội luôn á. Mắt lạnh mà chắc lội nặng chịch cây cần luôn á, cần này 3 khúc nè. Đó, tổng thể gần như thế này. Anh Pha Tách Cổ, cây này hàng của Nhật nha nè. Cây cũng rất đẹp luôn nè, một màu vàng luôn nha.
Ủa, anh em nhìn những cái cán bần này, cán bần nếu mà câu nhiều nhìn sẽ rất là xấu, rất là xuống màu, rất là mà nhanh nha. Nhưng mà cây này cán bần còn quá đẹp, cũng chứng tỏ cây này ít câu lắm. Họ bắt máy Fuji carbon nha nè. Đó. Đó, cây này dài 3 mét nha nè, 3 khúc 3, 3 mét 3 nha, lộ 3 khúc 3 mét 3 nha. Cây này full Fuji luôn á, toàn bộ là Fuji hết. Đó, mấy chục cái fan Fuji luôn, cây này hàng carbon luôn nha. Nè, fan Fuji nè, đầu bô xích môi chè nè. Coi, cây này bao nhiêu fan xích nha. Trang bị cho coi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 luôn, buông là 15 fan xích luôn nha anh em. 3 khúc. Đó, cây này cứng tầm khoảng 80 nha anh em. 3 khúc 3 mét 3 cứng tầm khoảng 80 nha. Đó. Cảm giác của em rất là chắc luôn, cây này phôi cực kỳ dày luôn á. Đó, phôi dày một lớp luôn á nha anh em. Hàng rất đẹp luôn nha, fan xích này, cây này cũng là thuộc là hàng VIP đó nha anh em. Cũng là thuộc là hàng VIP, hàng hệ đó. Đó. Ba khúc, anh em nào thích màu vàng thì hợp với phong thủy màu vàng quốc, cây này rất mới rất đẹp luôn, vàng xích nữa, hàng nhật luôn. Ba khúc cũng 80, dài 3 m 3, cân nặng đúng 500 g nha anh em, đúng 500 g luôn. Đó rồi, cây này mã số 14 giá 1,2 triệu nha anh em. Mã số 14 giá 1,2 triệu, cây này ngọn chóc Bali 2, đúng rồi, cây này ngọn Bali 2 nha anh em. Rồi tiếp theo em gửi đến quý anh em là một cái cần 3 khúc 2 ngọn luôn nha. Đó, cây này 3 khúc 2 ngọn. Cây này hàng carbon nhưng mà có pha chất lượng phíp trong đây nha, chắc cũng cỡ 40 chất lượng phíp á, anh em nhìn nè. Đó, carbon nhưng mà có pha phíp nha nè. Đó, cây này chắc nó vừa dẻo dai nó vừa cứng nè. Đó, 80 27 2 ngọn nha. Cây này hàng cũng Korea nha, made in Korea, sản xuất tại Korea và xuất cho thị trường Nhật nha. Cây này hàng của hãng của thằng Ryobi, cũng là hãng Nhật. Đó, bắt máy lọc máy Fuji nha. Đó. 3 khúc mà 2 ngọn luôn nha anh em. Đó, được 2 ngọn, 3 khúc mà 2 ngọn luôn nha. Đó, 2 ngọn các bằng ngọn cứng 80, còn ngọn lại cứng bao nhiêu thì không biết nha, chắc cũng có tầm 60 80 gì đó. Trong khoảng đó nha nè, chắc một ngọn cứng 60, ngọn cứng 80 nha. Cây này mua 1 được 2 nè. 3 khúc 2 ngọn, thông số cũng đẹp nữa. Dài 2,7 m luôn đó chứ, 3 khúc 2,7 m thì hơi bị hiếm nha anh em. Rất hiếm luôn á. Đó, cứng 80 và 2,7 m 2 ngọn luôn nha. Ngoại hình cũng rất đẹp luôn á, vang là thằng Fuji hết. Bắt mắt Fuji luôn. Đó, cây này là hàng carbon mà có pha phíp trong đây nữa. Nó anh em là chơi cây này thì chơi, giá mềm dễ chơi nè. Nó cân tổng thể của cây này là 470 g nha, tổng thể hai ngọn như thế này luôn là 470 g. Rồi, cây là mã số 15, mấy anh em giá 800 nha, mã số 15 giá 800. Rồi, tiếp theo em gửi đến quý anh em một cái cần trong bao, còn luôn cái bao đây. Trong ruột nó như thế nào? Trong ruột còn cái cần 3 khúc như nè. Nó cây này cũng gần như là rất mới luôn nè. Ôi, cây này cũng đẹp quá trời đẹp luôn. Nó một màu trắng sữa như nè. Cây này cũng là hàng của Alpha Taco nè, cũng là hãng của Nhật luôn nha nè. Nó hàng carbon 3 khúc rất đẹp luôn nha nè. Cái mút liền bắt máy Fuji tem vàng da băng luôn. Nó bắt máy này nếu anh em mua rồi cũng phải 200-300 ngàn một cái bắt máy rồi. Anh em nào mua những hàng Nhật anh em sẽ biết. Đó, fan là fan Fuji hết nha nè, tất cả đều là fan Fuji hết. Nó rất đẹp, rất mới luôn á. Cây này cứng 50 dài 3 m 3 khúc nha nè. Cứng 50 dài 3 m 3 khúc nha. Hãng của anh Alpha Techco. Nó rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn, rất mới luôn nha nè, rất đẹp, rất mới luôn, 3 khúc. Chỗ này nó có cái vết sờn chỗ này nha. Chỉ điểm trừ chỗ này thôi. Cái này về chắc anh em đánh Kana có thể là nó trôi hết luôn á nha nè. Còn lại rất bóng đẹp luôn á. Đó, ngoại hình rất đẹp luôn. 3 khúc 3 mét. Rồi, cây này nó cân nặng tổng thể của nó là nó nặng 350 g nha anh em. Đó, nặng 350 g. Ngọn nó 3 ly nha anh em. Ngọn nó 3 ly và cây này là mã số 16, bán anh em giá 1 triệu nha. Mã số 16 giá 1 triệu. Một màu trắng sữa rất đẹp, rất mới luôn. Rồi, tiếp theo gửi đến quý anh em là một cây cần 3 khúc nha anh em. Cây này thành cho anh em hợp mạng là màu đỏ nè, hợp với phong thủy màu đỏ đó. Cây này cũng rất đẹp luôn. Ba khúc màu đỏ, bắt máy cũng Fuji tem vàng luôn nè, bắt máy carbon luôn á. Màu đỏ rất đẹp luôn nè, cán bằng nó còn những lớp mút như thế này nè, gần như là chưa sử dụng nữa chưa. Sử dụng ít nè, hãng cũng Alpha Taco luôn nha. Cây này cũng hàng cao cấp nè, dài 3 mét nha anh em. Đó, anh Patrick cổ cây này là fan xích luôn nha.
cái này khoan ship để mới đó, đồ bộ full ship môi chè luôn, ship chống sắn luôn nha, nó là bộ full ship chống sắn nguyên nhập khoan ship luôn, ship để mới luôn nha anh em. Đó, cây là khoan ship để mới, cây này cũng là thuộc là hàng VIP hàng hệ luôn đó nha anh em, nếu mà mua mới giá cũng cao lắm á. Đó, cây này sản xuất tại Korea nè, nó made in Korea và xuất cho thị trường Nhật nha anh em, 3m3 khúc. Đó, cây này 3 khúc, cây này cứng tầm khoảng 50-60. 3m3 khúc cứng tầm khoảng 50-60 nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 fan full ship đời mới nha nè, 15 cái khoen luôn nha, 15 cái fan full ship đời mới, ship chống sáng luôn. Đó, cứng tầm khoảng 50-60, 3 khúc 3m, một màu đỏ rất đẹp nha, cần rất mới nha. Đó, thì thông số chi tiết cây này thì cây này nó cân nặng là 439g, và thông số đẹp luôn, 439 luôn. Đó, 2 ly 6 nha anh em. Đó, cây này mã số 17, bán em giá 1,2 triệu nha, mã số 17 giá 1,2 triệu. Rồi, tiếp theo em gửi đến quý anh em là một cái cần lua nha, cây này là khá độc đáo luôn á. Một cái cần lua vừa lua vừa dít 2 khúc nha anh em. Cán là cán mút liền, cán mút Eva cao cấp, cán mút liền nha anh em. Đó, bắt máy lọc máy Fuji nha, cây này rất hay á, chỗ là vừa lua vừa dít được luôn nha anh em. Đó, cây này rất hay luôn, cực kỳ hay á chỗ. Nó vừa lua vừa dít, khoen to chà bá luôn. Đó, cây này dài 2m27 nè, nó 2m1 nè. Cây này hàng của Malaysia nha, hãng của Ryobi nè. Đó, thông số lua nó không có để như này nha, hàng của Malaysia, sản xuất tại Malaysia, xuất thị trường Nhật nha, 2 khúc 2m1 nha. Đó, để ML, nhưng mà cây này phải tầm MH nha nè, so với cần lua của mình nó tầm khoảng MH có thể cứng hơn nha. Đó, cây này rất hay nha nè, anh em nào chơi để chơi cây này nha, vừa lua vừa dít được luôn nha nè. Đó, đầu bu xít nè, đầu bu xít to chà bá luôn nè. Phen thì phen Fuji xám đó, phen Fuji xám chân cao nè. Nó cái phen này thì anh em nào đánh cần zip thì sẽ biết rồi. Cái phen này là săn trang bị trên cần zip nha anh em. Nó phen chân cao là trang bị cần zip, mà cây này là vừa lua vừa zip được luôn. Nó có thể đánh lua bạo lực, có thể đánh zip lua gần, lua biển gì đó, hoặc là zip trên tàu cũng thuyền gì đó, rất hay nha. Thì anh em nào chơi cây này nha anh em. Đó, cây này hàng carbon, Ryobi, hàng của Malaysia. Đó, rất đẹp nha, phen Fuji. Tổng thể cân nặng tổng thể của cây này, nó nặng là 240g nha anh em. Nó ngọn này 2 ly rưỡi chắc 3 ly luôn, 2 ly rưỡi. Còn 2 ly 6, 2 ly 8. Đó. Thì anh em nào rất hay nha. Anh em nào chơi được kiếm cái này 2m1 nè, bạo lực nè. Vừa lua vừa zip đợt quấn mồi bóp, mồi zip hạng nặng nữa là nháy thiệt, nháy sống gì đó. Quấn hạng nặng là lấy cây này quấn. 2m1. Rồi, cây là mã số 18 giá 900 thôi nha anh em. Giá 900 giá rất rẻ nha. Rồi, tiếp theo em gửi đến quý anh em một cái cần 2 khúc nha. Nó một cái cần 2 khúc hàng của Suzumi. 2 khúc 2 ngọn luôn nha anh em. Carbon xoắn gân nè, đó là xoắn gân có bắp cuộn cuộn luôn. 2 khúc. Cái này 2 khúc 2m7 nha, một ngọn cứng 50, một ngọn cứng 80 nha, hàng Suzumi. Đó, cây này hàng của Nhật luôn nha anh em. Đồ đi Nhật nha. 2 ngọn, một ngọn cứng 50, một ngọn cứng 80 luôn, cây rất mới rất đẹp luôn nè. Đầu bu là bu xít môi chè cho nha anh em, trang bị hai cái đầu bu xít môi chè nè. Đó, còn phen là phen Fuji xám nha. Đó, bắt máy Fuji tem vàng da băng luôn, cây này rất đẹp cũng rất mới nữa nè. Tổng thể carbon xoắn gân này nè, thấy không, xoắn gân có bắp cuồn cuộn nè. Hai ngọn, mua một được hai luôn nha anh em, hàng của Suzumi, rồi đi Nhật, rất đẹp rất mới luôn. Đó, tổng thể cần hai khúc hai ngọn thì cây này nó cân nặng luôn 340g nha anh em, rất nhẹ nha, tổng thể hai ngọn, tổng thể chỉ đây là có 340g thôi, chứng tỏ cây này rất nhẹ, 2 khúc 2m7. Đó, nên là chơi mua những cây này nha, rất lời nha, được hai ngọn luôn, tùy theo độ cứng mình câu. Rồi, cây này mã số 19 bán em giá 1 triệu nha, mã số 19 giá 1 triệu. Rồi, cái coi cuối cùng em gửi đến hôm nay là cây cần 3 khúc nha. Cây này hàng đời mới nha, hàng xịn sò luôn nha, xịn sò con bò luôn. Đó, cán mút và cao cấp luôn nha anh em. Bắt máy đây, bắt máy carbon, Fuji carbon luôn. Đó, cái mút liền cao cấp nha. Cây này hàng đời mới, hàng VIP của Daiwa nha nè. Đó, nên là muốn tra thông tin cứ đánh nè, Daiwa Hokkaido nè, Hokkaido đó, FD 50-300 mình sẽ ra giá trên mạng rất là nhiều nha nè, anh em tham khảo trên đó, giá rất là cao nha. Đó, hàng Daiwa cứng 50 dài 3m nè. Đó, cây này hàng made in China nha, là sản xuất tại China và xuất thị trường Nhật. Cái nam những cây cần đời mới bây giờ của Shimano và hàng Daiwa đều là sản xuất tại China hết nha, lưu ý giúp em, hàng đời mới bây giờ. Đó,
thì cái mấy cây đời mới đa số là hàng sản xuất từ China hết. Đó, cây này rất đẹp nha, cả con sắn nha. Cây này full nhập phen full ship luôn nè, full ship đời mới nè. Ship lâu ơ gì đó. Mấy chục một một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái, bảy cái, tám cái, chín cái, 10 cái, 11, 12 cái phen ship nha anh em. Đó, cây này rất đẹp luôn, rất mới luôn, cứng 50 và 3 mét 3 khúc, rất tiện cho anh em nha. Nó thu gọn là 1 mét lẻ mấy đó. Ừ, 3 khúc nha, cây này rất đẹp nha anh em. Chơi về lua rê con ngâm, cô lăng xê, cô sông, cô hồ gì đó, cậu đa thể loại luôn. Cô mè, cô chép, cô chim, cô lóc, cô chẻm gì muốn câu gì đó, cậu nhận rất nhẹ luôn nha. Ừ, cây này nó nặng có 270 gram thôi nha anh em. 270 gram 3 khúc 3 mét nha, cứng 5, cứng 50. Cái ngọn cây này nó rơi vào nặng chắc 2 ly 2 quá. 2 ly 2 luôn nha. Nó ngọn 2 ly 2. Rồi, cây này mã cuối cùng trong video là mã số 20, giá 1 triệu rưỡi nha anh em. Mã số 20 giá 1 triệu rưỡi. Thì đó, hôm nay là đây là tất cả những cái mã hàng đây nha. Anh em nào thì chốt đơn thì nhớ lưu ý giúp em là video. Nhớ lưu ý nha, tại vì video em đăng rất nhiều nên anh em nói em không nhớ nổi nha anh em. Thì anh em lên mua hàng anh em lưu ý giúp em là cái số thứ tự video. Video này là video 058. Video 058 và số thứ tự dù số 1, số 2, số 3, số 4 gì đó của video 058 để em định hình là em nhớ. Cái nào bán rồi, cái nào chưa bán để em biết thông báo cho quý anh em nha. Thì anh em xin nhắc lại lần nữa là riêng em là phải cọc nha anh em. Cọc em mới ship hàng, còn không cọc em không ship nha. Để mình khỏi mất cái thời gian của nhau nha anh em. Quý để khỏi mất cái thời gian qua lại với nhau trao đổi chốt xong cái thì kêu đặt cọc em ship hàng bữa sau nó không cọc đi mua chỗ khác thì nó sẽ mất cái cơ hội của người sau nữa. Cái người thật sự họ muốn mua họ sẽ bị mất cơ hội đó anh em. Anh em thông cảm giúp em. Em nói trước là khỏi khỏi mất thời gian em không cọc không ship đâu. Đó, thì anh em nào thì chốt đơn vui lòng chốt qua số điện thoại Zalo của em là 0919192035, em tin nghiệp ạ. Thì anh em nào chưa đăng ký kênh của em thì nhớ đăng ký theo dõi. Thì anh em nào đã đăng ký rồi thì nhớ bấm like theo dõi để không bỏ lỡ những video tiếp theo của video sớm nhất của em nha. Thì nhiều anh em có hay nói ừ sao tao lên tao xem muộn, tao không có duyên với mày, chắc chắc tại anh em đã đăng ký kênh của em mà chưa bấm theo dõi nên không nhận được thông báo những video sớm nhất đó. Thì anh em nào mà có xem qua thì cứ bấm cái nút theo dõi trên kênh YouTube của em đó để không bỏ lỡ nha. Rồi, bây giờ là xin chào anh em, chúc anh em nhiều sức khỏe, may mắn và thành công nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.